ai, tôi phải nói tôi nghệ sĩ. Vì thế chuyện tình yêu tôi cho đó là vị kỷ. Nhưng người ta có đôi tôi không ý gì kỳ thị. Nhưng mà hỏi mày có bồ chưa, ta không muốn suy nghĩ vì tôi độc thân. Như thế thì đã sao, chẳng qua chưa tìm được chỗ để đem con tim này gửi vào. Có phải là thứ ế, không phải ai tôi cũng chê. Mà tại vì là thứ hề nên nói chuyện với nhà nào cũng dễ. Để đồ tăng nào thằng đấy cũng vách xác nó tới đây. Chấm thằng như một và câu chuyện nó như vậy. Tao thích nhà này nhà nọ, mày nghĩ nó thích cái gì hay ho. Mày mua giùm tao để xưng đi nó còn tiền với là tiền mà tao lo. Mày nghĩ tao là ai, mày nghĩ tao khoái là mai. Ừ thì tôi thấy tội nên mấy lần đầu làm đời. Ai về đâu nó khoái nên đến lần một rồi hai. Công suất tôi có đi nhưng tiền cũng không trở lại. Tôi đã làm gì sai, tôi như là Ben O'Brien. Quang tôi đã chơi tình cho không cũng đến ai cần. Tại sao cuộc đời lại chơi tôi như thế. Tôi đã làm gì nên tôi để đưa tình này nắm. Đêm tôi suy nghĩ, ghé tay lên chén nghĩ ngày mai ăn cái gì. Ý lộn không phải vậy, ý của tôi là tình yêu á. Xem là phong chất còn cái gì mà tôi đang thiếu. Cũng nhiều, tôi cũng bệnh hoạn các kiểu. Nhưng đó là chỉ nhỏ bên cạnh ưu điểm rất nhiều điều. Nhưng mà nghệ sĩ kim tôi không tìm kẻ hết ra đây. Nhưng đứa tí cũng vì thế mà chuyện một ai thì đưa tay và tôi độc thân. Đã quá lâu tôi cô đơn, bạn bè đủ đi chơi. Nói thiệt là tôi ớn, kẻ có đôi người có cặp. Họ đi đâu cũng có nhau, còn tôi ngồi một mình và nhắn tin để làm màu. Nhưng rồi đến hôm nay tôi quyết định sẽ thay đổi. Sẽ bày tỏ với nhân này là tôi khóa lâu rồi. Mọi chuyện đều suôn sẻ để khi tôi thúc thật với nàng. Nàng cười thật bản lẽ nhưng tụi mình nên làm bạn. Chúng ta còn có nhau và như thế thì đã sao. Phụ nữ vẫn còn đây thì tại sao phải không cao hả?